Dương Khắc Linh, Sara Lưu cùng hai con sinh đôi chụp ảnh Tết. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh và vợ khép lại công việc từ 27 Tết, cùng các con đi sắm sửa, chụp ảnh lưu lại kỷ niệm trước thềm năm mới. Dương Khắc Linh cho biết, anh sống nhiều năm ở nước ngoài nhưng rất thích Tết Việt. Từ khi có gia đình, Tết với anh lại càng ý nghĩa và đáng nhớ hơn. Những năm trước, lúc chưa có con, Dương Khắc Linh và Sara Lưu thường dạo phố chiều cuối năm, lên kế hoạch chúc Tết sau đó đi du lịch. Hiện tại, họ tận hưởng không khí Tết sum họp trong gia đình nhỏ với cặp song sinh kháu khỉnh. Hai nhóc Mickey và Jerry được bố mẹ khen rất lém lỉnh. Dù chưa biết về ngày Tết, các bé thích mặc áo dài, chạy chơi bên cây mai, cây đào. Tết này, gia đình Dương Khắc Linh dự định đón giao thừa tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh và vợ đã lên ý tưởng cùng làm mâm cúng kiểu truyền thống, xem pháo hoa qua truyền hình và sáng hôm sau sẽ lì xì các con. Tiếp đó, cặp vợ chồng cùng hai con đi chúc Tết bên nội, bên ngoại, gặp gỡ một vài người bạn thân thiết để dự tiệc tân niên cùng gia đình họ. Vẫn như mọi năm, Dương Khắc Linh, Sara Lưu sẽ đi du lịch nhưng tránh những ngày đông đúc. Họ mong có những phút giây bình yên, thư thái bên người thân sau một năm nỗ lực làm việc. Sara Lưu cho biết, cô là nàng dâu hiện đại nên không áp lực chuyện cúng kiếng vào ngày Tết. Tuy nhiên, cô yêu thích nấu nướng, thích dọn dẹp, chăm sóc cho tổ ấm nên những ngày này vẫn luôn tay sắm sửa, bày biện. Là ca sĩ, Sara Lưu nhận nhiều lời mời chạy show dịp năm mới nhưng cô ưu tiên thời gian cho gia đình. Trong bộ ảnh Tết, cô khoe nhan sắc tươi trẻ, vóc dáng quyến rũ trong hai thiết kế áo dài cách tân. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.